Lộc về nhà rồi tụi mẹ ơi, lộc về nhà rồi Hello mọi người, và mình đã quay trở lại rồi đây Vừa mới lùm được găng thần linh trái đất anh em ạ Thực sự là bạn mình lùm, nhưng mà mình vui thay cho nó anh ạ Thực sự rất là vui mừng Đây là găng thần linh trái đất đầu tiên của xe vào 7 luôn Đây nhá, tài khoản máy chủ vũ trụ 7 chắc là găng thần linh nam ấy, thì anh em biết rồi găng thần linh xây xa thì ốc sáu sao cũng từng làm clip rồi nhưng mà găng thần linh trái đất thì chưa đây là găng thần linh trái đất đầu tiên của server 7 nha anh em mình xin nhấn mạnh lại đây là găng thần linh trái đất đầu tiên của server 7 rất là phê lời phát gôn ra phải nói rằng cái cảm giác nó quá là mê man bất tử đi bạn ơi cái cảm giác nó quá là đã luôn găng thần linh trái đất trời ơi sung sướng cả cuộc đời luôn thực sự sung sướng giống như là găng của mình vậy anh em ạ găng này găng chưa có sao bà Lê, có thể chuyển hóa luôn quá là tuyệt vời nếu như mà có một cái găng zin cấp 5 trở lên thì chúng ta có thể chuyển hóa găng này vào tạo thành một cái găng thần linh trái đất trùm xe vào bảy luôn đấy quá phê và đã đang trái đất nào mà chơi xe vào bảy thì tậu ngay cái găng này về nhá và chủ ác này đưa ra giá đó là 5 triệu thẻ cao siêu rẻ hoặc là thẻ siêu rẻ chắc anh em biết cái dạng đó rồi gì ok thì nói chung là đây là chủ ác đưa ra 5 triệu thôi đối với lại một cái găng thần linh trái đất của xe 7 bảy chưa thằng nào có cả đây là găng thần linh trái đất duy nhất và giá là 5 triệu thẻ cao siêu rẻ hoặc là thẻ siêu rẻ giá nó độ tầm là 6 triệu hai đến 6 triệu ba thẻ cao bình thường đấy ok thì đây là chủ ác này đưa ra giá này nhá còn mình là không phải của mình nên là mình không phá được giá ok đấy thì đây là mình xin nhấn mạnh lại Đây là găng thần linh uh, đầu tiên của xe 7 nhá Chủ ác nó đấu giá 5 triệu đấy ai biết đâu 5 triệu đấy anh em nào mua thì cứ liên hệ với like facebook của mình cũng được Đấy anh em nào có nhà ý muốn mua thì hãy liên hệ nhá Còn không có nhà ý muốn mua thì đừng có gọi là Spam các kiểu các kiểu đấy Rất là khó chịu luôn Đấy ok Nó lầm tại đây là Mình sẽ tiết lộ cho anh em đó là Nó lầm tại map rừng tuyết nhá Đấy xe 7 thì trái úp vào rừng tuyết này có bốn thằng thôi có ba thằng thực sự có ba thằng nó úp ở rừng tuyết thôi đấy có ba thằng đúng ba thằng nó úp ở rừng tuyết này đấy thì nói chung là lùm được cái găng thần linh trái đất này đây này cái con dừa dừa này đây này cái con máp dừa này này anh em đó con đó đó con à, tai tím tai heo gì đó như vậy là ạc nam ếch này cuối cùng đã đủ găng thần linh này găng hủy diệt này còn găng thần linh nam ếch nữa thì bán rồi tại do là găng thần linh nam ếch anh em cứ nghĩ đi có găng hủy diệt rồi để găng thần linh nam ếch làm gì nữa Đấy bây giờ là bán luôn găng thần linh này, mai một mua găng hủy diệt chơi luôn anh em. Tậu cho nó phê lòi. Ok. Rất là tê lòi luôn. Cảm giác quá là phê à từ từ đã. Đi đập cái găng hủy diệt này lên 5 sao lên 7 sao chơi thế nào. À có nhiều vàng đấy. À à có 520 triệu phá luôn anh em. Phá luôn cái găng này luôn. Đấy đập luôn. Đấy. Trời ơi tháo găng thần linh trái đất ra cho nó đẹp rực rỡ luôn. Đấy nói chung là găng thần linh trái đất này mà đập vào một phát là giá nó chỉ còn là một nửa nữa thôi là độ tầm hai triệu rưỡi thôi tại do là khi có sao bà Lê rồi nó không thể chuyển hóa được đấy nên là giá nó khá là rẻ chắc độ cỡ tầm 3 đến 4 triệu so với một cái xe vờ mà chưa có găng nào như thế này đấy thì đây là cái găng hủy diệt à, cái găng thần linh trái đất đầu tiên của xe bày và được đấu giá với cái giá khởi điểm đó là 5 triệu thẻ cao siêu rẻ thẻ siêu rẻ đấy thì anh em nào mua thì liên hệ ngay facebook của mình ngay nhá ngay và luôn đi đấy găng hủy diệt à ôi trời ơi bỏ vào chơi luôn đi nâng cấp nào ô oh, chơi luôn mẹ đã vào ạc này thì phá phá cho nó tới bến chắc chắn là nó mới lùm được cái găng uh, thần linh trái đất này chắc chắn là nó không chửi đâu mình có phá cái nào phá nó cũng không có chửi đâu mà đấy tiếng đó là tiếng gọi là tiếng nước ngoài năm uh, 5 triệu vàng 50 mươi trăm ờ từ từ đã mang găng uh, thần linh trái đất vào cho đệ găng mới lượm không đập nhầm sao và lê vào nó thì vỡ mồm luôn ăn vỡ mồm luôn ăn, mồm, luôn. ăn mồm què luôn anh ạ Đấy, lên nào bà con, à, từ từ đã Nhấp nhầm vào cái bạt mít này Máy đã để cái sao bà lê chuyển hóa trang bị lên đầu coi Đó, rồi ok Cái đầu tiên lên rồi, ha ha Ô, 50% mà cũng thất bại cơ 50% mà cũng thất bại Ô, 50% hai phát thất bại Ô, thánh nhỏ của năm Oh my god Oh my god, 50% Thất bại ba phát rồi What the fuck Đừng có nói nữa nha Trời ơi, ô, oh, bốn phát Ô, <laughs> ô, oh, oh, anh em ơi Anh em ơi, lần đầu tiên kỷ lục loại người 50% bốn phát Xịt luôn, không trúng phát nào Ôi oh, trời ơi Vãi cả trường ra Rồi nhá, tao quay clip lại rồi nhá Bà nhít này Mẹ đừng có nói thất bại, nó tao đấm vỡ mồm Ơ, oh, 5 phát thất bại Tỷ lệ thành công 50% Trời ơi, cái quá gì có thể xảy ra anh em Mình đang xem cái quái gì này Mình đang xem cái quái gì này hả anh em cái đéo gì thế 5 phát thất bại 6 phát thất bại Tỷ lệ thành công 50% <laughs> Vơ mồm Vơ mồm Cái gì thế này anh em 6 phát rồi nha 7 phát thất bại Ờ Admin bị sao à Admin bị rượt à Tỷ lệ thành công 50% Ờ hay là 5% ta Ờ rõ ràng là 50% mà Ủa Ủa tỷ lệ thành công này 50% mẹ mà sao 7 phát chưa lên ta What the fuck Bị điên à Cái găng này hay là găng bị não à Bị chậm não phẳng à 8 phát chưa lên 40 triệu rồi chưa lên à 9 phát chưa lên à Oh my god Trời ơi 10 phát mới lên Trời ơi 10 phát mới lên một sao Trời ơi tao thề luôn Tao thề luôn Có thằng nào đập găng hơn tao chắc tao xỉu luôn 10 phát 10 phát tỷ lệ thành công 50% 10 phát thì mình không nói gì nhưng mà đây là tỷ lệ thành công của nó là 50% 10 phát mới thành công Con mẹ nó vãi cả trường thật Bố lại mày luôn đấy bà Thúy ạ Con lại cô Con lại cô Đấy con nói thẳng con lại cô luôn đấy Mẹ cạn lời ở đây 2 sao một hit cũng được Lên 2 sao một hit 10 hit mới lên một sao Cạn lời luôn Đấy bây giờ lên 3 sao này Đấy lên nào bà con ơi Chúc mừng năm mới à Chúc mừng năm mới chứ ai lần giờ chúc con may mắn lần sau nữa chúc là phải chúc mừng năm mới phá luôn năm triệu vàng của này lỡ vào ạc rồi phá luôn chơi luôn tới bến luôn ấy lên ba sao nhanh liền đấy sau 10 phát không lên một sao thì cuối cùng nó đã lên ba sao quá dễ dàng luôn đấy ba sao bao dễ dàng luôn đập tiếp đập tiếp hết vàng mới nghỉ anh em phá lê hóa trang bị đấy dễ dàng không ấy mà anh em đấy 10 phát không lên sao nào nhưng mà sau đó là ba bốn phát thì là lên ba sao luôn Quá nhanh gọn luôn tuyệt vời Đấy Mặc dù cái này không lên này cái kia nó không lên thôi Từ cái nào được 10 phát Được 10 phát lên 4 sao Nó có lên nổi không đây đây Phát thứ ba đây Phát thứ ba Ui rồi ôi chưa lên đã Ôi trời ơi Ô 4 sao rồi Phê loi hè hey. Ôi quá phê luôn anh em ơi Bà con ơi 4 sao rồi nha Tuyệt vời Sau 10, 10 phát không lên một sao Nhưng mà mấy phát sau nó lại hên Ừ cũng được thơm lưng rất là thơm luôn ấy rất là phê cảm giác thật là đã quá đi thôi cảm giác còn gì hơn sung sướng quá cuộc đời ơi Hà. bốn sao rồi lên năm sao luôn bà con ơi 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 lên năm sao là lên năm sao này lên năm sao đây ôi trời ơi không lên à không lên thôi bốn sao cũng được à còn một hít nữa một hít nữa hả ôi trời ơi lên này lên này cú này lên này Cú này lên này. lên rồi ha 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 Ờ không lên thôi Chả sao cả, không lên chả sao Tấn công 10 cấp 7 rồi đó là phê luôn 4 sao, lên được 4 sao Phê rồi 500 triệu, lên được 4 sao Ôi rồi ơi tuyệt vời Sau 10 cú không lên 1 sao 10 cú tỷ lệ thành công 50% mà không lên 1 sao Là mình thấy có biến này đấy Mà bây giờ rõ ràng là có biến lên 4 sao luôn Sau hơn 400 triệu tiếp theo lên 4 sao luôn Tuyệt vời luôn Quá là phê, vi diệu, triệu like luôn Găng thần linh này đấu giá là 5 triệu nhá, 5 triệu Việt Nam đồng, thẻ cao siêu rẻ, thẻ siêu rẻ đó anh em. Anh em nào có mua thì liên hệ nhá. Nên nhớ rằng không phải là găng của mình nên anh em đừng có chửi mình nhá. Đấy, hoặc là anh em đừng có kêu mình giảm giá, không phải là găng của mình, hoặc là anh em liên hệ thẳng với thằng Nguyễn Đức Nam, chủ ạc Good Boy 7 sao đây, ạc nó đây. Đây ạc nó là Good Boy 7 sao đây. Đấy, ok. Thì uh, liên hệ với chủ ạc cũng được, đỡ liên hệ với mình không sao cả. Ok. Thôi rồi, cảm tất cả mọi người đã xem clip này. Clip này phê quá con ơi, vừa được đập găng Vừa được chứng kiến găng thần linh Trái đất đầu tiên của xe và 7 Lại vừa được đập găng Lại vừa chơi găng hủy diệt cấp 2 nữa Tề lòi quá anh em ơi Phải qua để thôi rồi Bye tất cả mọi người Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha Ok bye mọi người